xin chào các bạn. Thì mình ghé qua Acadecan để mà dự sinh nhật của anh em Typhoon tháng 11. Mời các bạn cùng với Dũng đi vào bên trong nha. Mình coi những cái sinh hoạt của anh em cũng như là một ngày trong cuối tuần của Dũng như thế nào. Ok, xin mời các bạn.
có áo thun của Thiên Quân.